Thưa quý vị, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh và để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 7427 chỉ đạo tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Kể từ 18 giờ ngày 27 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8 2021, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày, trừ các trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, hoặc cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả công tác phát hành báo, cũng như lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở các cửa ngõ của tỉnh mới được hoạt động. Đối với việc đi mua lương thực thực phẩm thiết yếu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương triển khai việc phát phiếu mua hàng thiết yếu theo hộ gia đình, theo ngày chẵn lẻ, chia theo khung giờ đi mua để giảm thiểu tối đa mật độ tiếp xúc giữa người với người. Mỗi khung giờ tối đa là 2 giờ. Ngành chức năng phải triển khai bố trí các rào chắn tại các cửa ngõ, các khu vực kết nối quan trọng giữa các địa bàn để kiểm soát 24/24 nhằm hạn chế việc di chuyển không cần thiết của người dân, đảm bảo giãn cách xã hội giữa ấp, khu phố cách ly với ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố cách ly với huyện, thị xã, thành phố. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục có văn bản số 7426 để chỉ đạo các sở ngành địa phương bố trí làm việc tại công sở hiệu quả trong thời gian giãn cách xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức và tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí công chức viên chức luân phiên làm việc tại công sở phù hợp với đặc thù công việc của từng vị trí việc làm, từng cơ quan đơn vị nhưng không quá 50% biên chế theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các văn bản trước đó. Đồng thời, công chức, viên chức, người lao động ở lại buổi trưa tại cơ quan đơn vị trong ngày làm việc và khi đi làm phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan đơn vị, trong đó ghi rõ nơi ở và cụ thể thời gian, ngày giờ làm việc tại cơ quan đơn vị. Thủ trưởng cơ quan đơn vị quản lý chặt chẽ việc chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu có trường hợp vi phạm của công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị mình.